Sao mấy nó phải sắp chặt đã, cái tới nhà lên đó cái tự nhiên. Thôi, ráng nha, ráng nha. Có chị nhắc cái gì? Chồng gần sao con không lấy, đi lấy chồng xa. Mai kia cha yêu mẹ già, chén cơm đuôi đùa. Thank you.
con vừa lên ba mẹ lặng lẽ tiếng chồng. Buổi con chia tay mẹ không giấu được dòng nước mắt, nhưng sợ cha buồn mẹ nói tài tiêu tay. Rồi cha về chỉ bằng một cái tin, thêm một lần nữa mẹ giấu mình vào hạt tiêu nhỏ. Dương cũ còn xanh mà dây tiêu say hạt, mà đông là mẹ đành tắt liếm nỗi chờ mong. Gần sao con không lấy, con đi lấy chồng xa. Để giường tiêu xưa mẹ mỏi mắt đợi con về. Mai kia cha yêu mẹ già, mai kia đâu phải đời bất chợt, mà dạo nào con không chịu hiểu lời đó. Để chiều nay về đứng giữa giường tiêu, con mới tâm tia về nỗi cay xưa mẹ nói. Ơi những lời ru bị lãng quên bao năm tháng nay, sống giữa lòng con sẽ từng hạ sẽ giường tiêu xanh. Giường tiêu xanh lung linh từng giọt nước, bắt đáo chiều mưa cho lạnh bước chân về. Hạt tiêu nào làm ướt mắt mẹ xưa, nay rơi ráng trong đôi mắt trẻ. Trời mưa cái câu đó đừng có lấy đầu dài nhìn vô sao con đành lòng.